Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin Trước ống kính, bản tin cập nhật tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội diễn ra tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và cả nước. Ống kính an ninh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin ngay sau đây. Thưa quý vị, bằng sự đồng lòng chung sức của toàn xã hội, dịch COVID-19 ở nước ta đã tạm thời được kiểm soát, không có thêm ca mắc mới trong vài ngày qua. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan và bùng phát dịch trên diện rộng vẫn luôn tiềm ẩn, trong đó có nguyên nhân do tình trạng nhập cảnh trái phép vẫn có xu hướng tăng. Liên tục những ngày qua, nhiều đường dây tổ chức đưa người nước ngoài vượt biên hoặc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vẫn bị lực lượng chức năng phát hiện. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước vừa ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Việt Nam. Tại khu vực cột mốc 73/7 thuộc ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, Bộ đội biên phòng và lực lượng công an tỉnh Bình Phước phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng đang tổ chức đưa 3 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hai đối tượng này là Đào Duy Nhật, Đào Tuấn Anh, 23 tuổi, cùng ngụ xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh. Mở rộng điều tra, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư đã phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia bắt khẩn cấp thêm đối tượng Trần Ngọc Duy, ngụ xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, đang lẫn trốn tại Campuchia, là chủ mưu đường dây đưa người nhập cảnh trái phép. Lời khai ban đầu của các đối tượng cho biết, khi đưa người trót lọt vào Việt Nam sẽ được nhận 800.000 đồng một người. Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đang phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Từ đầu mùa dịch COVID-19 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã phát hiện và bắt giữ 53 vụ với 121 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Thưa quý vị, trà sữa là một thức uống giải khát rất được ưa chuộng. Lợi nhuận từ kinh doanh trà sữa cũng rất khó hình dung, nhưng có thể gói gọn trong từ khổng lồ. Và chính vì lợi nhuận này mà nhiều cơ sở chế biến kinh doanh trà sữa, bất chấp quy định vệ sinh an toàn thực phẩm, tùy tiện sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Trong đợt ra quân mới đây, đội quản lý thị trường số 17 thuộc Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phối hợp với đội 4 Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện và thu giữ gần 10 tấn sản phẩm nguyên liệu chế biến trà sữa như là bột trà sữa, nước siro hoa quả không rõ nguồn gốc. Các cơ quan chức năng khi kiểm tra địa điểm tập kết nguyên liệu trà sữa tại địa chỉ xóm 4 Yên Bài, Tự Lập, Mê Linh, Hà Nội do Lỗ Văn Nam, thường trú ở Yên Bài, Mê Linh, Hà Nội làm chủ, đã phát hiện gần 5.000 sản phẩm nguyên liệu trà sữa gồm bột trà sữa, nước siro hoa quả do nước ngoài sản xuất, không có chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tổng khối lượng sản phẩm ước gần 10 tấn. Đội quản lý thị trường đang phối hợp với các cơ quan liên quan phân loại, kiểm đếm hàng hóa. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Công an tỉnh Bình Phước vừa thông tin cụ thể về vụ việc ông Mai Như Vệ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước vì say rượu mà gây tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi bỏ chạy. Ông Mai Như Vệ điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường DT759 theo hướng từ huyện Bù Đốp đi thành phố Hồ Chí Minh. Do không đi đúng phần đường nên khi đến địa bàn huyện Bù Gia Mập đã va chạm với một xe mô tô đi chiều ngược lại. Vụ tai nạn gây tỷ lệ thương tích cho nạn nhân 27%. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước, ông Vệ đã vi phạm những quy định, gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, không tham gia cấp cứu người bị nạn, không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng về kiểm tra nồng độ cồn, sử dụng phương tiện đã hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, do nạn nhân đã có đơn xin bãi nại đối với vụ tai nạn, nên Công an huyện Bù Gia Mập không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ tai nạn, mà chỉ đề xuất ra quyết định xử phạt hành chính. Mức phạt đối với các hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt, nên Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo Công an huyện Bù Gia Mập hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện có tờ trình đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước ra quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật. Đồng thời, có văn bản gửi Cục Hải quan tỉnh đề nghị cơ quan này xử lý ông Mai Văn Vệ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoàng Diệu, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước theo quy định pháp luật. Khép lại bản tin chiều nay, mời quý vị cùng theo dõi một video clip do camera an ninh ghi lại. Trong clip, một thanh niên đã táo tợn giật dây chuyền của một cô gái giữa thanh thiên bạch nhật. Xui xẻo cho y, thay vì tẩu thoát thành công thì lại bị người dân gần đó cho no đòn trước khi giải lên công an. Vụ giật dây chuyền được camera an ninh của một nhà dân sống ven đường DT743 tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương ghi lại. Tên cướp đi xe máy theo sau cô gái đi xe đạp điện. Khi cô gái chuẩn bị sang đường, thì tên cướp ra tay giật dây chuyền. Không may cho tên cướp là ngay lúc đó, một xe máy lao tới khiến tên cướp bị loạng choạng tay lái. Cô gái đã hô hoán và giằng co với tên cướp.
Sau đó, hắn đã rút dao đe dọa và đâm những người xung quanh. Ngay sau đó, một người dân đã lao theo, đạp tên cướp. Và khi xe ngã ra, có rất nhiều người đuổi theo đánh và giữ tên này. Rất nhiều người đã bình luận khen ngợi hành động dũng cảm của người đi đường. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây là việc làm tốt, nhưng cũng phải cẩn thận vì tên cướp có hung khí. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Trước ống kính. Bản tin do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Để theo dõi lại những bản tin đã phát sóng, quý vị có thể truy cập vào website brt.vn và kênh YouTube BRT Go. Ý kiến góp ý cũng như thông tin cộng tác, quý vị vui lòng gửi về hộp thư Trước ống kính brt@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.